Này các vị nghe ba tiếng chưa? Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Một trong những phương pháp có thể giúp cho sự thực tập của chúng ta vượt tới phía trước, tức là mỗi ngày chúng ta chuyển hóa được nhiều phiền não hơn, chúng ta có nhiều an lạc và thảnh thơi hơn. Đó là phương pháp sám hối. Tại vì trong quá khứ, chúng ta vì thiếu hiểu biết, chúng ta vì còn sống trong thất niệm, cho nên chúng ta đã vụng dại gây ra nhiều lầm lỡ, gây khổ đau cho chính mình và những người thân yêu của mình. Tất cả những gì chúng ta gây tạo, dù là lời nói, hành động hay là tư duy, đều có thể tạo ra một cái thứ năng lượng. Mà cái thứ năng lượng này nó có thể bao phủ chung quanh ta, hoặc là bao phủ chung quanh người thương của chúng ta, hoặc là một phần năng lượng đó sẽ đi vào trong vũ trụ và sẽ kết nối với những cái nguồn năng lượng khác để tạo thành một cái hiệu ứng, một cái kết quả mà chúng ta phải nhận lấy. Vậy thì trong quá trình tu tập, nếu chúng ta không để ý tới cái phần năng lượng này thì sự tu tập của chúng ta sẽ rất khó khăn. Khó khăn ở đây là chính cái nguồn năng lượng đó sẽ cản trở chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn đó là những cái vết thương ở trong tâm, những cái lầm lỗi của tâm cần phải được chữa trị. Chúng ta cần phải nhìn thấy, cần phải hiểu về những cái vết thương đó và phải tìm cách chữa trị, thì chúng ta mới có thể thăng tiến trên con đường đạt tới giá trị an lạc và thảnh thơi chân thật. Thì Đức Thế Tôn cũng như là các vị tổ sư đã chỉ vẽ cho chúng ta một phương pháp thực tập rất là hay. Cái phương pháp này giúp cho chúng ta có thể triệt tiêu, có thể chuyển hóa đi những cái năng lượng tiêu cực, những cái năng lượng xấu mà chúng ta đã lỡ gây tạo ra. Nếu các vị là Phật tử thì chắc chắn các vị cũng đã ít nhiều biết tới cái phương pháp sám hối. Ở trong các chùa, các tu viện vẫn thường tổ chức những cái ngày rằm hay là ngày cuối tháng để chúng ta đến đó, chúng ta thực tập phép sám hối. Tôi xin giới thiệu với các vị một cái bài thi kệ nổi tiếng của các vị tổ sư của chúng ta đúc kết cái nguyên tắc sám hối như thế này nó mới có kết quả. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận,
và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Nguyên bản chữ Hán là ngã tích sở tạo chữ ác nghiệp, giai do vô thỉ, tham sân si, tùng thân ngữ ý, chi sở sanh, nhất thiết ngã kim, giai sám hối. Con đã gây ra bao lầm lỡ trong khi con nói. Con đã làm cho người thương của con khổ bằng những cái lời nói không có dễ thương của con. Những lời nói có tính chất tấn công, có tính chất xúc phạm, có tính chất hạ bệ, có tính chất làm cho người kia điêu đứng, có tính chất làm cho người kia phải hoang mang, run sợ, làm cho người kia mất hết niềm tin vào cuộc sống, mất hết lý tưởng sống. Và con ý thức rằng những cái lời nói đó là những lời nói rất là nguy hại. Nguy hại cho những người thương của con mà nguy hại cho chính con. Thành ra con từ nay xin được thực tập nơi lời nói. Con phải thực tập làm sao để cái lời nói của con có thể làm cho người thương của con có hạnh phúc, xây dựng niềm tin yêu cho nhau. Và hành động cũng vậy, con có những cái động thái, cử chỉ, hành động làm cho người khác nghi ngờ, làm cho người khác buồn bực, tuyệt vọng, đau khổ. Đó là những cái lỗi của con. Do vô tình hoặc là cố ý, con đã có những cái hành động như vậy trong quá khứ. Có thể trong những thời điểm đó con chưa biết tu tập, con còn lẩn quẩn trong vòng đời để tìm những cái quyền lực, địa vị hay là đam mê vật chất, cho nên con không có cơ hội chăm sóc đời sống tâm hồn của con. Cho nên con dường như là không có để ý tới cái hành động của con. Con chỉ thấy chỗ nào có lợi dưỡng đem tới cái quyền lợi cho mình là con đưa cánh tay tới và bất chấp mọi thủ đoạn, mọi phương cách để cho những đối tượng tiếp xúc với con, khi mà tiếp nhận lấy hành động của con thì họ rất là khó chịu, rất là đau khổ. Họ mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào tình thương. Và kể cả trong tư duy, có khi con ngồi một mình nhưng mà con nghĩ ra những cái điều rất là táo tợn. Có ý niệm muốn tiêu diệt người khác, có ý niệm muốn ruồng bỏ người khác, có ý niệm coi thường người khác, có ý niệm làm cho cuộc đời người khác đau khổ. Và tất cả những cái tư duy, lời nói và hành động đó, nó đã chế xuất ra rồi thì không có mất được. Và con phải lãnh cái trách nhiệm đó, con không có chạy trốn được. Cho dù có những lúc con nói năng hành động tư duy một mình thôi, nhưng mà những gì con đã tạo ra thì nó không có thể nào mất đi được. Nó ở chung quanh con và nó sẽ chi phối cho cuộc đời của con. Đó là những tảng đá rất là lớn cản trở cho con đường tu học của con. Thành ra con muốn lấy nó ra. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Đam mê tức là tham, hờn giận tức là sân, và ngu si tức là si. Ở trong chúng ta có ba cái chất độc rất là lớn, gọi là tam độc, tham, sân và si. Nó đã là động cơ thúc đẩy đưa tới những cái hành động, những cái lời nói, những tư duy không dễ thương, lầm lỡ, gây đau khổ cho kẻ khác. Cái gốc của mọi lầm lỡ đó là tham, sân và si. Chúng con có những cái ham muốn không có hợp với nguyên tắc của xã hội, nguyên tắc của đạo đức, nguyên tắc của vũ trụ vạn hữu, không có hợp với chánh pháp. Chúng con có những cái phản ứng chống cự, những sự sân hận để bảo vệ cho cái tôi của mình.
Tại vì sao? Tại vì con có một cái hiểu lầm. Con là một cái cá thể biệt lập. Con là một cái tôi duy nhất. Con tài ba. Con giỏi giắng. Con có một cái sức tu hành lâu năm. Cho nên nhân danh tài năng, nhân danh vì nghĩa hiệp mà con đã vô tình tạo ra những cái năng lượng tham và sân, dù là con làm những công tác Phật sự, dù là con làm những công tác từ thiện, nhân danh công tác Phật sự, công tác từ thiện, con đã vô tình tạo ra những năng lượng tham sân và si. Nhưng mà mục đích cao cả của một người tu tập đó là triệt tiêu, chuyển hóa năng lượng tham sân và si, tại vì nó là nguyên nhân của khổ đau, nguyên nhân chính của khổ đau. Đáng lẽ ra khi chúng ta quyết tâm tu tập là chúng ta phải ý thức rằng mỗi giây phút trong đời sống chúng ta phải tháo bỏ từng mảnh vụn của tâm tham, tâm sân và tâm si. Không vì bất cứ một lý do gì mà chúng ta có quyền bồi đắp thêm những cái năng lượng độc hại đó, tại vì nó còn là chúng ta sẽ còn khổ. Vậy thì cho dù anh làm cái gì, chị làm cái gì, anh làm công tác Phật sự, chị làm công tác từ thiện, thì anh chị phải nhớ rằng những cái công tác này nó có tính chất chuyển hóa tam độc, tham sân và si, hay là nó đang bồi đắp. Lý do mà chúng ta tu hoài mà còn khổ dài dài là tại vì chúng ta không có để ý tới cái tâm tham cầu và cái tâm chống đối của mình. Mỗi ngày nhan nhản trong đời sống, bất kỳ một cái cử chỉ hành động nào nó đều có sự chi phối của tâm tham cầu và tâm chống đối. Có nghĩa là nó chịu sự chi phối của một cái tâm thức chưa có hiểu biết, tâm si. Thí dụ như khi mà đường kẹt xe, chúng ta có hối hả, có bồn chồn trong người không? Chúng ta có bực bội, khó chịu không? Chúng ta có cái muốn ở đó không? Và chúng ta có cái bực ở đó không? Từng cái việc vụn vặt như vậy, chúng ta biết quan sát vào tâm của mình để mà đừng có tiếp tục nuôi dưỡng nó. Và đó là con đường duy nhất giúp cho chúng ta có thể bào mòn được tâm tham, tâm sân và tâm si. Chứ chúng ta không thể nào xin Đức Phật giúp cho chúng ta lấy tham sân si ra được. Chúng ta phải thực tập lấy. Có phải là sự thực tập của đạo Phật chúng ta là tu tâm dưỡng tánh không? Vậy thì nếu bất kỳ một cái sự thực tập nào mà nó không nhắm vào tâm và tánh thì sự thực tập đó là sai đường. Cho dù mình làm một cái công tác giúp đỡ người khác thì mình cũng phải nhìn vô thấy cái tâm và tánh của mình. Chắc là các vị có nhớ thiền sư Ô Sào, là vị thiền sư được gọi thiền sư Ổ Hòa, là thiền sư chuyên ngồi trên cái chảng bà của cái cây, ngồi thiền ở trên đó. Trên dân địa phương hay gọi cái tên dễ thương là thiền sư Ô Sào. Một hôm có một vị trí thức tên là Bạch Cư Dị, ông là thi sĩ thời nhà Đường, tới hỏi thiền sư Ô Sào: "Thưa thầy, thầy có thể giúp tôi tóm tắt nội dung đại ý của Phật Pháp là gì không? Tức là chỉ cho tôi cách tu tắc á, gom lại ba tạng kinh điển lại, nói trong vài câu cho tôi dễ tu." Thì thiền sư Ô Sào mới nói: "Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đừng làm các điều xấu, nên làm các điều lành. Tự
từ thanh lọc tâm ý, thanh lọc tâm ý mình. Đó là lời chư Phật dạy. Và vị trí thức Bạch Cư Dị đã biểu môi. Ông ta nói là: trời ơi, tôi tưởng cái gì cao siêu, chứ cái bài thi kệ này con nít 3 tuổi nó cũng biết nữa. Tức là trong cái luân lý đạo đức đã dạy như vậy từ hồi nhỏ. Nhưng mà tiền sư Bạch Cư Dị mới nghiêm khắc nói rằng: này ông, người lớn 80 tuổi làm cũng chưa xong nữa đó. Và chắc là các vị biết cái bài thi kệ này. Chữ ác mạt tác, cái chữ ác đây các vị phải hiểu là tạo ra những cái năng lượng xấu, chứ không có nghĩa chỉ có một cái ý nghĩa là làm hại người khác đau khổ thôi. Chữ ác này nó nghĩa là xấu, tức là mình tạo ra những năng lượng xấu, nhiều khi xấu cho chính mình cũng không làm nữa, chứ không phải là xấu cho người khác không. Chứ các vị đừng có nghĩ là đừng có làm cho người khác khổ là đủ rồi, mà cũng không nên làm cho mình khổ nữa. Nhưng khi mình làm cho người khác sung sướng, vui vẻ, nhưng mà không để ý là mình tạo ra bao nhiêu cái năng lượng độc hại cho chính tâm mình, thì hỏi làm sao mà tu hoài nó không khá được. Đừng làm các điều xấu. Mỗi ngày trong đời sống 24 tiếng đồng hồ, lúc nào mở miệng nói ra, cử chỉ hành động, kể cả tư duy, cũng không có tính chất làm cho người ta đau khổ và làm cho mình đau khổ. Các vị có làm nổi không? Cái này phải có một cái mức định tâm, một cái chánh niệm rất là vững vàng mới làm nổi, mới có thể kiểm soát được chính mình. Bằng không cái bản năng của con người luôn luôn có khuynh hướng là bảo vệ mình, tìm lấy cái quyền lợi cho chính mình. Cái bản năng đó là sai lầm. Đức Phật nói chúng ta có liên kết với nhau. Cái khổ đau của người này nó có liên kết với cái khổ đau của người kia, và cái hạnh phúc người này nó có gắn liền với hạnh phúc của người kia. Và cái câu thứ hai là nên làm các điều lành. Tức là một ngày 24 tiếng, lúc nào cũng mở miệng ra, nói những câu có tính chất xây dựng niềm tin yêu cho nhau. Hành động cũng vậy, và tư duy cũng vậy. Làm càng nhiều càng tốt. Đây là cách để mà thăng hoa giá trị tâm hồn, đưa mình lên những cái tầng nhận thức mới của tâm thức, đưa trái tim mình tới một cái mức rộng lớn. Đó là thứ nhất, là chuyển hóa những năng lượng xấu và tích cực vun bồi những năng lượng tốt. Và nó cũng là pháp tứ chánh căn, có phải không? Những điều nào tốt nó đã phát sinh rồi thì hãy nuôi dưỡng. Những điều nào tốt chưa phát sinh thì tìm cách phát sinh. Những điều nào xấu chưa phát sinh thì đừng cho nó phát sinh. Còn những năng lượng nào xấu đã phát sinh rồi thì phải tìm cách chuyển hóa. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn của chúng ta. Thì thiền sư Ô Sào tóm tắt ở một cái nghĩa khác. Nhưng các vị hãy nhớ cái câu thứ ba rất là quan trọng: tự tịnh kỳ ý, thanh lọc tâm ý mình. Có rất nhiều người hiểu lầm rằng khi chúng ta làm các điều tốt xong, khi chúng ta không làm các điều ác, điều xấu xong, rồi chúng ta mới trở về tu, trở về mới thanh lọc tâm ý mình. Muốn rồi, rất muộn. Phải thanh lọc ngay khi chúng ta làm các điều tốt và ngay khi chúng ta không làm các điều xấu. Tại sao? Thí dụ hôm nay chúng ta đi hành hương, chúng ta đã bỏ thời gian, năng lực và tiền bạc ra để mà làm cái chuyến hành hương, yểm trợ cho những tu viện chùa chiền ở trên cái chuyến hành hương của mình. Đây là xuất phát từ tâm từ. Nhưng mà trong cái quá trình này, cái phản ứng tâm mình nó sẽ diễn ra liên tục. Có cái sự đối đãi không dễ thương của đối tác của cái chùa tu viện đó có thể làm cho mình phẫn nộ, mình khó chịu, thì hãy thanh lọc cái tâm ấy đi. Hay là mình cần bên kia có một cái sự hồi đáp dễ thương để xứng với cái công của mình, hãy lấy cái tâm đó ra đi. Thì cái công việc từ thiện đó, công việc lành đó, nó mới trọn vẹn được. Cũng giống như khi các vị đối đầu với phiền não của mình, tức là mình không cho những cái năng lượng xấu nó phát sinh, thì mình hay có thái độ bực tức khó chịu khi nhìn thấy cái cơn giận hay là cái sự bực bội, sự kỳ thị trong người của mình. Thì hãy lấy cái tâm bực bội ấy ra đi. Cái tâm bực bội khi nhìn thấy phiền não của mình, hãy lấy cái tâm bực bội đó ra.
quan sát phiền não hay là nuôi dưỡng những hạnh lành đều bằng một cái tâm không thành kiến. Thì cái đó chúng ta mới tự tịnh kỳ ý. Trong khi không làm các điều ác, không hề hãnh diện, không hề tự hào. Trong khi làm các hạnh lành, không hề bám víu, không hề muốn được vinh danh. Thì cái đó mới gọi là, đó mới là đúng cái phương pháp mà Đức Thế Tôn chúng ta hướng dẫn chúng ta tu tập. Các vị nhớ cho rõ ha. Vậy thì cái phần sám hối của chúng ta nó có tới hai phần. Phần thứ nhất là ở trong quá khứ vì chúng ta chưa có biết tu tập, chúng ta đã vô tình tạo ra rất nhiều năng lượng xấu. Nhưng mà phần thứ hai là khi tu tập rồi mà vẫn tiếp tục tạo ra năng lượng xấu. Tại vì chúng ta còn, sự tu tập của chúng ta còn dừng lại ở cái mức hình thức nhiều hơn là phẩm chất ở bên trong. Cho nên là con xin sám hối cả hai phần. Một phần con chưa biết Đức Thế Tôn, chưa biết giáo pháp. Phần thứ hai biết rồi mà vẫn còn làm sai. Con xin sám hối cả hai phần. Chứ các vị đừng có nghĩ là các vị mặc chiếc áo tràng vào, các vị thuộc lào nhiều kinh, các vị có một cái tuổi thọ quy y lâu năm rồi các vị không có lầm lỡ đâu. Mà các vị tưởng như vậy là các vị kẹt cứng, các vị không có được thăng tiến trên con đường tu tập. Thành ra Đức Phật cũng như các vị tổ sư khuyên chúng ta nên giải bài cái sự sám hối bằng cách lạy xuống. Có rất nhiều cách để mình giải bài cái tâm sự rằng mình đã từng lầm lỡ. Mình có thể ngồi đối diện với chính mình. Mình có thể ngồi viết cái lá thư cho chính mình. Mình có thể đến ngay cái đối tượng nào mà mình đã làm khổ người đó để mà mình nói với người đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói có một cái cách nữa rất là hay, là anh chị hãy lạy xuống đi. Lạy xuống đây không phải là để Đức Phật được hưởng, các vị Bồ Tát được hưởng, mà chính anh chị phải phủ phục, phải buông xuống cái ngã điên cuồng của mình trong cái giờ phút đó. Hãy đẩy nó tới cái mức tuyệt đỉnh. Nếu anh chị đã sẵn sàng sám hối rồi, đẩy cái tâm tới mức đỉnh cao nhất, thì sự sám hối đó sẽ đạt phẩm chất. Vậy thì khi mình quỳ xuống, mình lạy để mình giải bài sự sám hối mà cái tâm mình chưa thực sự hối đó, thì sự sám hối đó trở nên hình thức và vô nghĩa. Dù cho các vị có lại mấy trăm lại nữa đều không có giá trị. Nhưng mà chúng ta lại ít thôi, tùy vào cái sức khỏe của mình và cái lại nào đó, cái lại nào nó thấm sâu cái lại đó, cái lại nào nó cũng chấn động được cái tâm điên cuồng của mình, cái tâm thức mà coi mình là một cái ngã tuyệt vời, một cái ngã duy nhất hơn người khác. Quăng nó xuống đi, gieo mình vào đại địa, buông cái ngã điên cuồng, xin học hạnh tùy thuận vượt qua cửa vô thượng. Khi mình lạy xuống có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ vì con u mê dại dột, con tưởng con ngon lắm, con có bằng cấp, con có địa vị trong xã hội, con có thu nhập cao, con có công sức với chùa chiền, con có khả năng xây dựng đoàn thể, cho nên con đã coi người khác không ra gì, buông ra những lời nói hành động không có dễ thương. Cho nên bây giờ con dập đầu, buông cái ngã con xuống, con có dám nữa. Ở đây Đức Phật không có trừng phạt chúng ta, cũng chẳng có vị Bồ Tát nào đứng ra để mà đại đọa ta cả, mà chính cái vết thương trong tâm nó sẽ hủy diệt chúng ta. Tại vì cho dù người kia, những đối tượng khác có truy cứu chúng ta hay không, nhưng mà nếu tâm chúng ta đã tạo ra rồi thì nó sẽ theo ta suốt đời. Nó trở thành một cái thói quen, một cái tập khí, một cái habit energy. Và cái năng lượng tập khí này mình không có lấy ra, không có chuyển hóa nó, thì sự tu tập chúng ta không thể nào vượt tới phía trước được. Thành ra con muốn phá vỡ cái năng lượng đó. Và khi con quỳ xuống con lại như vậy, con không có trình diễn, con không cần mặc áo tràng cho thật là đẹp,
Con không cần phải lạy cho thật là đẹp để người khác khen con lạy cho chính con. Lạy mà còn muốn tôn vinh thêm cái ngã điên cuồng này nữa thì lạy để làm cái gì? Nhưng mà nhiều người đang lại quẩy quải vậy, nhưng mà thấy người khác vừa xuất hiện cái lại đẹp trở lại, lại không có nổi 108 lại, nhưng mà cũng ráng lại để người ta cười mình, ta chê mình là tu gì mà không lại nổi 108 lại. Cái đó là cái lại còn trình diễn. Bỏ đi. Tiếp theo bài thi kệ là con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bắt đầu từ giây phút này đây, giây phút ý thức ra mình đã từng có những cái vụng về lầm lỡ, làm cho người thương của mình khổ, làm cho những người sống chung quanh của mình khổ và chính mình khổ, thì giờ phút đó là sám hối vừa rồi, không có cần đợi tới ngày 14 hay là 30. Nếu chúng ta không có một cái chỗ để mà trải lòng ra để mà lạy xuống á, cái ý niệm sám hối nó lên quá mạnh, chúng ta có thể ngồi yên xuống. Cái giây phút đó nó cũng tương đương với giây phút chúng ta quỳ lạy xuống. Hãy để cái giây phút đó phải chấn động thật sự toàn thân và toàn tâm của mình, chứ đừng cho ý niệm nó đi qua một cách sơ sài. Thôi biết rồi, có lỗi thì về mình xin lỗi người đó thì nó hết thôi. Cái chữ sám hối nó sâu sắc và hay hơn cái chữ xin lỗi rất là nhiều đó quý vị. Khi mình xin lỗi thường có một cái ý nghĩa là mình sợ người kia buồn mình, cho nên mình nói ra để người kia hết buồn mình thôi. Cái đó mình xin lỗi phải không? Cố nhiên trong đó nó có một phần ý thức là cái lỗi này của tôi, nhưng mà cái phần để mà đối phó với người kia nhiều hơn. Trong khi ý nghĩa của sự sám hối hoàn toàn khác. Sám hối là chúng ta không cần người kia khoan đặt cái sự đối phó với người kia ra, mà chúng ta phải đặt vào cái tâm của mình đã thật sự thấy mình có lỗi chưa, và đã có một cái con đường để mà thay đổi chưa. Sám hối là con không làm những cái lầm lỗi cũ, và con hứa là con sẽ đi một con đường rất là tươi sáng. Nhưng mà có con đường chưa? Tức là phải thực tập, phải chuyển hóa nữa chứ không có hứa suông. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, tức là lúc nào con cũng quan sát được tư duy, lời nói và hành động của con kiểm soát nó, quan sát tâm tham cầu và tâm chống đối nó chi phối trong tư duy, lời nói và hành động của con. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tội tùng tâm khởi tương tâm sám. Tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội tiêu tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh vi chân sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Cái bản dịch này có văn chương, có dễ chịu một chút, có tính thi ca, nhưng mà cũng rất là hay. Các vị phải nhớ cái câu này: lầm lỡ của chúng ta là do tâm gây ra. Các vị biết tâm mình chưa? Vậy thì muốn thay đổi được, muốn chuyển hóa được những cái năng lượng đó thì phải từ nơi chính tâm của mình mà thay đổi. Mà các vị tìm một cái gì ở bên ngoài để mà nhờ cái năng lực đó để mà thay đổi là sai lầm. Tâm gây ra thì phải sám hối từ nơi tâm. Giống như thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ nói: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phải luôn nhìn lấy chính mình. Phản quan tự kỷ
bốn phần sự đó là trách nhiệm của một người học Phật, một người tu tập. Bất tùng tha đất, đuổi theo đối tượng bên ngoài không có được gì đâu. Một sự sám hối mà mình van xin ở đối tượng bên ngoài, dù đó là Đức Thế Tôn hay là Bồ Tát Quán Thế Âm, là điều không có tác dụng lớn. Phải từ nơi chính một, phải làm cái cuộc cách mạng, thay đổi chính cái nếp sống của mình, chính tư duy, lời nói và hành động của mình, làm cho cái tâm của mình nó trong sáng trở lại. Thật ra tâm của mình nó vốn trong sáng thôi, chẳng bao giờ mờ đục cả. Các vị hãy tưởng tượng tâm của mình như là một phần trăng vậy đó. Trăng thì có bao giờ khuyết tàn đâu. Chỉ tại cái nhìn non nớt của con người thì đổi thừa có trăng khuyết trăng tàn chứ. Có phải vậy không? Trăng là một khối tròn muôn thuở, sáng muôn thuở. Nhưng mà tại vì có những cái vầng mây u ám, hay là cái sự vận hành của trái đất, cho nên có khi mình không thấy trăng. Tâm của mình nó vốn thanh tịnh, vốn rất là dễ thương, nhưng mà tại vì có những cái năng lượng tiêu cực nó che phủ, hay là cái nhìn giới hạn của chúng ta, thành ra chúng ta không thấy được cái tâm tuyệt vời của mình. Sám hối là hứa với lòng sẽ lấy những cái mây u ám đó ra. Phải tập bằng cái nhìn vô tướng để tiếp xúc được với cái tâm chân thật của mình, thì đây mới gọi là chân sám hối, sám hối thiệt. Còn sám hối mà xin bên ngoài là sám hối giả, chân sám hối. Vậy thì sự sám hối này nó có thể diễn ra bất kỳ lúc nào nếu chúng ta có được ý thức đó. Và cái bản dịch có thêm một cái câu rất là dễ thương là ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Mây trắng thì ngàn năm cứ bay như vậy thôi. Bản chất của mây là thông dong. Bản chất của con người cũng là thông dong. Tại vì chúng ta bị kẹt vào tâm tham cầu và tâm chống đối, vì dại dột cho nên thấy mình có nghiệp lực khổ đau, thấy mình là trần tục đi thôi. Hãy trở về tiếp xúc lại với cái bản môn của mình, với con người chân thật của mình. Nơi ấy chúng ta sẽ có một cái giá trị bình an và hạnh phúc chân thật. Bây giờ mời các vị hãy nghe bài sám hối này, mời thiền vị hát. Các vị ngồi thư giãn một chút để nghe thiền vị diễn đạt lại cái bài sám hối này. Xin sám hối.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Bây giờ nếu mà mình muốn được nhẹ nhõm thì nên sám hối. Nhưng mà đôi khi mình có can đảm quỳ trước Đức Phật là các vị Bồ Tát để mà lạy xuống. Các vị phải nhớ là khi mình lạy xuống là phải dập đầu cho sát đất, đưa cùi chỏ và hai chân sát xuống đất, gọi là năm vóc sát đất, mới thể hiện được hết cái tấm lòng của mình. Và lại cho thật là sâu. Khi nằm xuống đất như vậy, chúng ta có thể là duy trì cái lại đó, nằm dưới đất khoảng là 3 hơi thở, hay là nằm xuống rồi soi chiếu vô tâm của mình, rồi 1 phút sau hay là 2 phút sau hãy lấy lên. Thì cái lại đó nó mới chấn động được, chấn động cho chính tâm tư của mình. Và nó có thể kết nối được với những năng lượng an lành ở trong vũ trụ. Tuy nhiên đôi khi mình có can đảm quỳ trước Đức Phật để mà sám hối, nhưng chưa chắc mình có can đảm đứng trước một người để sám hối. Cái phép thực tập một người mặt đối mặt để mà sám hối với nhau, nó mới chứng minh được cái bản ngã của mình cỡ nào. Phải không? Nhiều khi mình dám lạy Đức Phật 108 lạy như vậy, tại vì ông đó, cái tượng đó bằng xi măng mà. Đức Phật cũng từ bi lắm, Đức Phật cũng không có rầy rà, cũng không có càm ràm gì ha. Lỗi bao nhiêu về xưng cũng được. Mới xưng đêm trước, đêm sau phạm nữa, rồi lại xưng nữa, Phật cũng im re. Nhưng mà mình có dám can đảm sám hối với chính cái người mà mình làm cho họ đau khổ hay không? Mà làm được điều này thì các vị vượt qua một cái ải rất là lớn, chuyển hóa được một cái phần tích cực, một phần năng lượng tiêu cực rất lớn ở trong tâm hồn. Chiều nay hay là ngày mai các vị về nhà, các vị làm đi. Bằng cái năng lượng ý thức này, các vị đến trước họ trực tiếp chứ đừng có gọi điện thoại nha. Trừ trường hợp cái người đó đang ở xa chúng ta lắm, chúng ta không có gặp liền được, thì có thể gọi điện thoại hoặc là viết thư. Nhưng mà cái hay nhất là nên gặp trực tiếp, nói một câu: thưa mẹ, con xin sám hối với mẹ, tại vì trong quá khứ con còn dại dột, con chưa hiểu được tình thương của mẹ. Con có những câu nói hay là những cái hành xử làm cho mẹ đau khổ. Hay là thưa cha,
Trời, con biết rất là rõ tình thương của cha, nhưng mà vì con chưa hiểu được cái sự nghiêm khắc của cha cho nên con có cảm tưởng như là cha không có thương con. Thành ra con có những cái lời nói hành động làm cho cha đau khổ vì con. Cha hãy cho con một cơ hội để mà sám hối với cha. Nhưng mà cha mẹ cũng có thể xin lỗi con. Chúng ta không dùng từ sám hối, mặc dù là từ ngữ là chúng ta xài ở mỗi cái ngôi thứ khác nhau, nhưng mà ở trong tâm cũng vẫn là một sự sám hối. Ba mẹ xin lỗi con. Trong quá khứ ba mẹ vì thương con mà chưa có hiểu được con. Bắt con phải làm cái này cái khác mà ngoài cái khả năng hiện tại con đang có, làm cho con rất là đau khổ. Thì ba mẹ đã hiểu được rồi, thì xin con giúp cho ba mẹ là chúng ta có một cơ hội làm mới với nhau. Chúng ta hãy sử dụng tâm thức mới, không có nhìn nhau bằng con mắt cũ nữa. Như là con chưa từng làm lỡ, như là ba mẹ chưa từng làm lỡ. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để làm mới thân và tâm của mình. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vẫn còn làm lỡ thì kẻ khác vẫn còn làm lỡ. Khi kẻ khác rơi vào vũng lầy của làm lỡ thì họ đau khổ vô cùng, họ đang bế tắc. Chúng ta là kẻ lành lặn, là kẻ có nhiều năng lượng vững chãi, thì hãy đưa cánh tay tới mà chấp nhận sự sám hối đó, cho họ một con đường quay về, có nghĩa là tha thứ. Đó mới đích thực là một con người có hiểu biết, có tình thương. Đó mới đích thực là một chân Phật tử, một cái người con của Đức Phật. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hôm nay chúng ta đã đi một chuyến hành hương có nhiều năng lượng lắm rồi phải không? Đã có cơ hội thể hiện được tâm từ của mình. Nhưng mà tâm từ ơi, cũng phải làm ơn sử dụng trong gia đình của mình nữa. Thương yêu những người thân trong gia đình, chấp nhận họ. Và nếu chúng ta, dù chúng ta có nhiều công lao với họ, có nhiều tình thương với họ, mà nếu chúng ta có làm lỡ, gây cho họ đau khổ, thì chúng ta hãy lấy năng lượng đó ra để cho họ tươi tỉnh lại. Cái năng lượng của chúng ta đã đè họ rất là nặng nề, họ không có ngất đầu lên nổi vì cái năng lượng đó, thì mình xin lấy cái năng lượng đó ra để cho họ được tươi tỉnh trở lại để mà sống, và chúng ta cũng tươi tỉnh trở lại để mà sống. Làm được như vậy chúng ta thấy nhẹ nhõm vô cùng, như lấy ra một cái cục đá ngàn cân. Các vị có làm được chuyện đó hay không? Đó tùy vào cái ý chí và cái sự hiểu biết và lòng can đảm của các vị. Chúc các vị thực hiện được những cái điều khắc khoải trong lòng của mình, có thể chuyển hóa những cái năng lượng tiêu cực mà mình đã gây ra trong quá khứ, để ngay từ bây giờ các vị nghiễm nhiên đứng trên con đường an lạc và thảnh thơi mà không phải chờ ở tương lai. Xin cảm ơn đại chúng.